Xin chào tất cả các bác nha. Cái bơ của bác Hùng trò tỏ này. Hôm nay Thắng trở lại đây để xem pây hầu đào ao như nào. Hỏi anh Giàng, anh em mà không có ai ở nhà này. Thắng hỏi cho có một bác, một anh giấu tên, anh ở Hải Phòng. Đào ao ở đâu nhỉ? Dạ. Đào ao ở đâu? Đào ao ở đâu? Đào vào kia, đào ao kia rồi. Mặc áo vào đi. Đào vào kia rồi. Mặc áo vào đi. Đào bên này á. Mặc áo vào đi. Bây giờ nói này thì khó hiểu lắm. Đào ao mà, đào ao ở đâu? Đâu đi xem nào. Này thôi á. Đây thác nước tràn vào đây to này làm sao mà đào được? Hả? Chỗ nào? Thế to quá. Tận ra đằng này à? Đâu xem nào, đâu cuốc được mấy cái chỗ rồi. Úi dồi, thác này vào đây có mà tràn ao. Úi dồi, nước đây dã man nhờ. Úi dồi, suối to thế. Úi dồi, mênh mông này. Nhà pây hầu này rất là nguy hiểm nhá. Mấy cái nhà này, cái thác này mà đúng mà lũ nó to rồi. Hả? À? Đây á, đào đây á. Ôi ôi, to thế cũng làm được đâu. Làm nhỏ me me thôi. Làm bự quá. Nhỏ nhỏ thôi. Chỗ này thôi. À. Bé bé này thôi. Hiểu không? Bé bé này. À kia có ông Báo kìa. Anh Báo ơi. Em nhờ tí. Này. Đào cái này như thế to quá. Đào
Thác to này mất cá luôn. Anh dịch hộ em tí, đằng này nó bảo là nó đào ao, là nó đào ao hẳn đây à, khu này to đoành đây à? Ồ, cái này không đào được, làm sao mà đào được? Nó là đào như trên này. Đào chỗ nào? Nó là đào như đúng như trên này, nó đào chỗ đó à? Giống như cái trên này á? À? Trên này có cái ao à? Cái chỗ này là double to là được mà. Double chỗ nào? Double từ chỗ từ sang đây. Đây là đang đào, nó đang đào để đắp bờ đấy à? Ờ. Bây giờ có người cho nó 5 triệu để làm ao. Nhưng mà bây giờ là không biết là nó định làm như này thì nó làm cho thì sẽ làm là đào không thì nó không biết làm đâu. Như nào? Ví dụ nếu mà cho nó thì phải, ví dụ như đây là người nhà nó thì đây phải giúp ví dụ máy về thì phải đào, lúc nó chỉ đạo, còn không cho nó làm nó không biết làm đâu. À. Như thế. Hay là chơi người đào thì hỏi bà kia, hỏi bà. Bà ấy. Nhưng bà có ấy không? Bà nhưng mà bà mai kia bà lại bảo là ơi ai cho vào đây đào. Đúng rồi. Bà thì mới đây đây biết bà thì đây rồi. Không liên quan à? Bà ấy. Vâng, thằng Pay Hầu ấy, nó bảo là nó đào ao ở đây, bà có cho nó đào không? Làm hả? Làm gì? Chỗ nào? Làm cái chỗ này. To thế quá à? Nó bảo là cho cá nhiều phải làm chỗ này em. Là muốn cá nhiều là phải làm chỗ này. Mình bảo là sau về ăn thôi. Dạ? Thế được rồi nhá, để mai là cháu hỏi xem mà như nào. Nếu mà thằng này nó mà mẹ nhưng mà làm như thế to quá, làm to không nuôi được. Ai anh báo ấy, anh nói hộ em á, là bảo nó là đây chỉ làm đến đây thôi, trên này thôi. Đây này, làm đây này, khu này thôi này. Đấy, ra đây. Đấy, một cái dài như thế là được rồi. À. Mình là sợ suối đây nó ập vào này thì nó chả cá chả đi hết à? Hả? Mưa to nó có tràn vào đây không? Không, mưa to thì nó đào thêm rãnh. Hỏi bà xem là mưa có vào đây bao giờ không? Mưa to là nó có tràn vào đây không bà? Hả? Mưa to nó có tràn vào đây không? Không vào đây đâu gì? Bà ăn cơm chưa? Để về nhà bà nấu cơm ăn nhá. Vâng, cháu ăn. Cháu ăn đây xong à, đang bảo là xem mà nó đào ao như nào. Cháu phải chờ anh Giàng, không biết ông Giàng đi đâu, bảo là để hỏi xem nếu mà máy móc cái thứ là để nó đào thì nó cuốc cho. Đây này, làm to bằng cái này là được rồi. Bằng cái này là được rồi. Bằng cái này vẫn bé á? Mẹ mày đúng là mày chỉ lớn lắm phải không ạ? Bằng này này. Đây đào một phát ra đây. Cháu hôm nay cháu bận, cháu phải đi hấu chua. Là
Rồi bà cho Châu về đi, nấu cơm ở nhà bà ăn. Nay cháu ăn cơm với cả bà mới Pây Hầu à. Về nấu nó mỏ à? Nấu cho anh Thắng ăn à? Bụng đói à? Về đi. Mệt mới Pây Hầu này. Vẽ chuyện ao mới eo kinh thật đấy. Làm ăn kinh tế. Tài ơi, Tài, bẻ tí rau bí ăn à. Bẻ tí rau bí ăn à. Lấy rau ấy. Kệ vào đi. Phải. Ừ. Ăn cơm đây cái Thắng đi hấu chua luôn. Đêm nay sẽ đến hấu chua. Bà ơi, bà nấu nồi cơm đi nhá. Vâng ạ. Cháu lấy rau ấy. Đây nhà bố của Pây Hầu ấy. Nhà nước hỗ trợ ấy. Nhà hỗ trợ kêu cũng là gọi, kêu gọi nguồn xã hội hóa bên ngoài. Tổng công ty Vinacomex. Điền. Ở được đúng 3 ngày ông chết. Thế khổ. Lúc đó không ai biết đến để đưa ông ấy đi viện gấp. Có nghĩa là chết trong sự đau đớn. Con cái thì chẳng ai biết. Pây Hầu rớ rớ dần dần. Còn rất là khổ. Đây. Tí lừa mày ra bắt tổ kiến lửa xem dám bắt nữa. Con này chắc biết rồi, khôn rồi. Anh Sự ơi, anh xách túi thịt vào cho em ấy. Xách túi thịt mới cả cái chân giò vào. Ăn đây, không chạy hấu chua nữa, chạy hấu chua đêm, đêm nay lên. Rồi mù ơi. Rồi bà ấy đủ rồi. Đây. Nó cay à? Không, đây, nấu đây. À cái gì, hôm nay tôi ăn cơm với nhà ông Pây Hầu ạ. Bật quạt lên. Quạt cho mát.
nhiều không? Chứ không vào không? Pây hầu làm cái ao ấy, ao to lắm, ông làm không là sợ cũng làm được ấy. Hả? Nó đào được mấy cái vết cuốc ấy. Cho được rồi. Tài mang ra xem có cái nồi nào ông rửa cái chân giò đấy, lọc cái ấy xong rồi nướng à, cho luộc hết nhá. Nồi cơm thì bảo bà xem thấy bà đâu, bảo bà để bà nấu. TV bọc biết kín nhờ. Quay hầu mới cả sự nói chuyện với nhau hợp nhờ. Hai anh em cũng... Có gì ạ? Hỏi đi lấy vợ không? Bọn gì ạ? Ai? Thế bọn gì ạ? Quay hầu sinh năm 1988 nhá, kém tất thắng 1 tuổi, thanh niên chưa vợ, nọ bị lừa cho đội kiến lửa sợ sắp chết rồi. Ôi đừng có bảo nó lấy vợ nữa. Tí trêu nó thế thôi. Không, lấy mà không được lấy mà. Ừ. Cho chưa? Ờ hôm nọ bảo đi Sapa xong là sao không đi nhở? Không đi được, bị thẻ lưỡi. Bị sao? Bị thẻ lưỡi. Thẻ lưỡi á? Ờ. Đâu, xem nào, lưỡi đâu? Lưỡi đó. Bây giờ như nào rồi? Lưỡi đó. Hôm đấy bảo uống nhiều thuốc đúng không? Sao hôm nay uống nhiều thế? Quá liều à? Ừ. Đi đâu về đấy? Đi chưa về, đi dưới này chưa về. Đóng cúc áo vào. Không, vào đi tìm mãi, cả buổi không thấy. Tìm ai? Tìm anh. Cả buổi bao giờ tìm bao giờ? Ừ. Đấy cúc sao không có? Đóng một cái đi chơi, không làm gì? Chơi đâu? Chơi dưới Hà Giang. Bây giờ. Nấu cơm ăn cơm đây đã. Nấu cơm ăn. Hỏi bay không đi Sapa không đi được. Vì sao? Cái thẻ lưỡi đâu quá. Thẻ lưỡi à? Ừ. Lưỡi có thẻ lưỡi này Ừ. Hả? Ờ. Thẻ ra. Có bị rút lưỡi không? Đấy. Có rút lưỡi không? Có. Ừ. Không đi được thì cũng phải phanh đi không đi được. Thế à? Lên xe chưa lúc đấy? Lên xe à? Lên xe rồi à? Thế là bị luôn à? Ừ. Đi chưa về, đi xem một nó. Mình ngồi đấy rồi, anh nhà cho nó bị vấp. Đúng đấy rồi. Mà ơ. Ông bè. Cho. Mới. Thôi ơi. Cho mình cũng nhận thôi. Đâu ra. Bật. Bóc ao. Đi chưa về xem một nó bị bốc lột mua nước. Kiểu, nó là tiền. Đi Sa Pa không đi được à? Không đi được. Ừ. Không đi được. Thế à? Con không cùng hồi đi chơi nhỉ? Ừ. Hỏi xem Pây Hầu có cho đi không? Hả? Cùng Hầu đi. Mình nói chung là không cùng đẳng cấp với cả Pây Hầu rồi. Nhặt rau nó không cho nhặt. Nào nhặt ngồi ngọn nào. Ông bà không cho nhặt à? Sao? Bảo nhặt một lá thôi, bảo em xin Pây Hầu nhặt một ngọn thôi. Báo nào? Cho nó nhặt một ngọn nhé. Em xin Pây Hầu. Nó bảo rua đây à? Rua. Ông ấy. Ờ. Cái người thôi. Ờ, cái này mày đi cơm cho
À nó bảo tay tay bay hầu bẩn. À bay bay Minh bẩn sao? Minh đi rửa tay đi. Rửa tề à. À rửa tề đi mới được nhặt rau à. Bà nấu mấy bát cơm đấy? Ăn khỏe lắm đấy nhờ bà nhá. Bà có ba cháu luôn đấy, hôm nay ba cháu đấy. Sự taxi dù. Cháu ở gần cũng nhiều cháu. À cháu à, cháu ở gần nữa à? À? Cháu bé, các cháu bé nữa sang ăn cơm. Rửa tay chưa? À, rửa tay rồi, rửa rồi. À, được rồi, nhặt đi, rửa tay rồi, nhặt đi. À, cất luôn gói thuốc lào đi rồi. Minh có dám hút thuốc lào không? À, đây, thuốc lào không rồi. Ừ. Bỏ ghen rồi, nhưng mà ngỏm như rồi. Bảo cho Pây Hầu có một anh ấy cho Pây Hầu 5 triệu để đào ao. Nhưng mà mai thì đợi anh Giang về đây xem nào, xem như nào đào kiểu kia kiểu gì. Thế Pây Hầu bây giờ là cho điện thoại cho bà dùng rồi à? Thế điện thoại của Pây Hầu đâu? Điện thoại của Pây Hầu đâu? Điện thoại đâu? À cất tủ à? À kinh quá nhỉ. Không xem nào, cho xem nào. À cất rồi, cất rồi. Sợ Minh à? Pây Hầu nắm chuyện lắm. Minh có ăn cơm đây không? Ấy à, ăn cơm xong hỏi Pây Hầu xem có cho ăn không? Năm ba già kiểu qua cái ba nó bắt theo ba bỏ đẹp nhất. Pây Hầu cứ gãi tai gãi mũi này như Tôn Ngộ Không. À, Minh Vi Vu à? Thế có ai biết Minh Vi Vu không? Họ nó bị bóc lột mua nước. Bóc lột Minh á? Không, nó có lột người khác mua nước. Ai dạ, kinh quá nhỉ? Minh chỉ có là một con thôi. Bây Hầu nhặt rau bí khéo phết đấy. Tiểu khu đốn cổi. Bây Hầu vẫn có nhiều, rất nhiều khán giả là quý mến Bây Hầu nhé. Tại vì Bây Hầu nó cũng không được hoàn thiện 100%. Mà từ ngày Tất Thắng lên là được hòa nhập với cả cộng đồng rất nhiều. Còn Minh Vi Vu thì không cải thiện được mấy nhỉ? Không phát triển được. Không phát triển được à? Có người yêu mới chưa? Chưa, đang tìm để đón về. Đi xong cái xem để có nào thăng để đón anh Vu chưa được. Thế có em 17 tuổi trên kia không hỏi à? Họ đã nói đi hỏi nhưng mà có vợ rồi. Ừ. Nhiều có vợ thôi nhỉ? Không có vợ thôi. Đôn. Ừ. Đôn thì thôi. Đôn nhường cho Đôn. Ừ. Nhường cho Đôn luôn nhá. Ừ. Nhường cho Đôn. Vừa đi đâu về em? Đi nhà sang. Nhà sang à? Em là sinh năm 9 mấy nhỉ? 90. Còn Pây Hầu là 88 nhỉ? 88. Minh là sinh năm bao nhiêu? 95. 95 à? Ừ. Lấy vợ năm bao tuổi? Lấy vợ năm 94. Bao nhiêu? 94. 94 á? Ừ. Đúng. Chứ cái đứa không? 2014. 2014. Ừ. Có vợ thôi, cái đứa 17 tuổi kia nhường cho Đột nhỉ? Ừ, mình có vợ rồi thôi. Ừ.
Hay nhường cho Pây Hầu. Ờ, Pây Hầu cũng được. Ừ. Hỏi xem nào, hỏi xem Pây Hầu này. Họ có lấy không nhỉ? Hỏi nào. Hỏi xem họ có lấy không? Hầu. Nước bao đĩa à? Nó bảo là bác anh già nên lấy bở không mè. Hòa Sơn nó không nào nó lấy làm. Nó lại thích con khác rồi à? Không biết được. Anh ước làm gì anh thắng không thấy nhỉ? Anh ước. Anh thật sự anh ước không thấy nhỉ? Hay là đem phiêu nhỉ? Ờ, xin nước không? Khăn nước lọc. Một cái nhà trăm nhỉ? Này này, quét sạch đi.
Rồi, quét như thế này. Rồi, cầm tay này, nhẹ nhàng này, nhẹ này. Đấy. 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 Đấy, nó mới sạch. Đấy. Nó mới đỡ bay trên kia nữa. Quét ra. Đấy. Đấy, nhẹ nhàng thôi. Đấy. Đấy, quét hết đây. Rồi. Ra ra. Còn trong quét này. Hồi đi rồi nhỉ? Hồi đi nhà. Hồi đi đổ rác. Bên kia. Các bác cô nhỉ? Sao bị ngứa đầu à? Nóng quá. Cô nhỉ? Nó chả biết phát xanh gì đâu, không thấy. Anh phát xanh. Tìm. Chả có bóc cô nhỉ? Được thịt chưa? Làm thôi. Trứng ai dán? Đi em dán. Mua thêm 50.000 tiền trứng nữa. Lực lượng hơi đông. Bà nấu xong nồi cơm rồi chứ? Cơm chín rồi. Bà phải cho tí nữa mà cho nó có cháy ấy. Ăn mới ngon. Hả? Có cháy ăn mới ngon ấy. Cái kia là nước chấm à, hay trộn đấy? Trộn thôi. Ừ.
Thế bà là nếu mà trưa nay không ấy là bà đi chăn trâu ấy là trưa không ăn cơm à? Chưa. Vâng. À, nấu cơm ăn nhiều thế thì bay hầu nó mà ấy là nó khác tự nó ăn à? Nó ở nhà thì nó ăn mấy bữa cũng được mà. À mấy bữa cũng được. Thế nhất trí là cho đào ao thì? Được. Và không đến lúc mai kia thuê máy vào thì nó lại bảo là không cho đào. Cho nhưng mà không có tiền thuê ao á. Thuê ao vừa nãy hỏi anh Giàng rồi, anh Giàng nó bảo là máy nó đòi 18 triệu. 18 triệu mà đây cháu nhận được có 5 triệu thôi. Bà còn bao nhiêu tiền? Bà không có tiền. Không còn nhìn nào nữa. Bà có bà đi mua gạo ăn thôi. Mua cá gạo. Thì thèm thì lúc nào cũng câu ăn thôi. Cá thèm thì... Cá này mình có tiền đi theo đâu. Thế trâu bà bán đi mấy con rồi? Nó trâu thì bị đắt chân thì bán thì rẻ thôi. Con nghe với bé là bán mấy 9 triệu. Con mẹ thì đắt chân thì đang bán 11 triệu. Đang được 20 triệu. Thế nó đâu ở tiền đâu hết rồi? Tiền á. Mỗi người xin một tí là... Còn một tí mình là mua gạo ăn. Xin một tí ai xin? Ờ, cái tử quan này nó xin. Con của mình á? Ờ. Ờ, những ai? Tảnh à? Ai cũng là con mình. Ai con? Ờ. Mấy con nhỉ? Bà con mấy con nhỉ? Ừ, cái tử sang quan này toàn là của mình hết. À. Bà có 6 người con nhỉ? 7 con hết. 7 con á? Ờ. À. Một con là con của ông Phù, là vợ ông Phù này. Hai là ông Ná này. Ba là ông Tảnh này. Bốn là một ông gì ở trong Thuận Hòa nữa đúng không? Là bốn này. Hầu là năm này. Vợ ông Báo là sáu đúng không? Sáu người con. À. Còn nó đi viện không có mình phải cho tiền á? Bà vẫn phải lo cho mấy ông ấy nữa. Yeah. Cho bao tiền, bà cho bao tiền? Lúc nào nó đi viện nó về xin thì là cho vài nghìn cho nó. Cho vài nghìn á? Mấy người xin một tí là trả hết nè. Yeah. Bà bây giờ còn mấy con chó con bà mang đi đâu hết rồi? Còn một con ạ. Bán hai con còn một con. Thế à? Bán hai con còn một con ạ. Cho rau vào rồi à? Nó để ta, anh bảo anh Giàng anh dán trứng cho. Anh Giàng ơi, thằng Tài nó thái thịt anh dán hộ nó tí trứng. Để ăn cơm. Bê hầu xuống bê đồ ấy. Mình bê đồ cho bê hầu ăn nè. Ăn ừ, bê đồ lên đi, bát đũa nồi cơm mà. Bê hầu mình vi vu quanh quanh vừa với Minh vừa khoanh tay hẳn hoi vào bê hầu sướng rồi cười rồi rồi bê hầu ơi nước kìa đê kìa ừ đôi nhà cái này. Ừ. Nước này đấy mãi ừ nhà này ấy chúng mời đây lấy nhiều mà bê tiếp lên đi. Mới ngủ á? Không ngủ. Có ăn cơm không? Có. Ăn cơm xong là mở đi chơi. Ăn mấy bát? Cái? Ăn mấy bát? Ăn 3 bát. Ba bát đây. Ba bát phơi hầu nó không cho ăn đâu. Ăn 2 bát thôi. Nhá. Cái sửa ra mở đi chơi không làm gì? Đây bà cho vào cái này. Thank you.
Còn bây giờ tao tao nói cho đây. Muốn chú có tao ít này tẩy cho nó mà. Chứ tao đu hả? Ê, nó cho chợ đu là mà, cho có hết lên mà. Cho, muốn chú tẩy tẩy nó mà. Nó cho chợ đu lên đây mà. Tao, muốn chú tẩy đu lên đi. Rồi, bốc qua hai đĩa luôn đi. Rồi, hâu, bê. Cẩn thận nhá. Mà ma. Đủ đĩa cho trứng nữa, hai đĩa trứng nữa. Đây, hai đĩa. Hai đĩa. Ôi, yo. Mình đi vu vậy đi đâu rồi? Nó còn đi không? Đang mặc tay hồ đi. Hả? Đang mặc tay hồ đi. Cho em cầm cho. Cái này có trộn cái bột canh gì vào đây chưa? Chứ... Không có muối hạt rồi. Không có bột canh à? Không, không có bột canh, có muối hạt thôi. Úi dồi, trời. Bột canh á? Canh à? Cái này ba để vào đây à? Nước cháo để vào. Phải làm sữa này ấy. À, sữa à? Bước đắng hấp. Anh đầu chọc đấy đúng không? Cái anh đầu chọc ấy để vào phải không bà? Thích ăn à, thích ăn thế á? Nấu cơm củi có cháy. Cái loại này nó không cháy. Nhưng mà mình khác nghĩ thôi. Dạ. Mình khác nghĩ mà sợ có đông người thì cháy mình sợ hụt thôi. Nhưng
Nhưng mà loại này là không cháy. Nếu cháy thì cháu thích ăn cháy à? Bà riêng thì xì cháu còn cháu phụ ăn cháy. Hôm nọ bà bị ốm á, vào đứa bé nếp nơi vào lại lấy than như nhau, nó cháy riêng thì xì không biết ăn. Yeah. Ở nhà mẹ vẫn, ở nhà bà vẫn làm những cuốn kiểu. Ngồi ở chỗ kia, ở dưới này. Đây. Đấy, ngồi đấy. Thì nó khoanh tay xin lỗi, mời anh Hầu ăn cơm. Hầu cơm nhỉ? Mời bà ăn cơm. Thì nó bảo ăn mới được ăn nhá. Nhớ chưa? Không là bà quát rồi đấy. Không, tí nữa. Nó ăn nồm ấy, mình đi ấy. Đó. Họ ăn nó xong rồi đấy nhỉ? Vậy con cho ăn nó bởi tao con đi. Nó mồm khuôn nhưng mà bò khó nói như thơ ấy. Tao mới chỉ tay con nó này, nó biết rồi. Bác được chưa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thêm một bát nữa. Cái không đủ lại, mất đấy. Ở nhà em vẫn làm 5 cuốn các kiểu mì tôm. Ai làm? Mẹ làm. Nhà ăn ngon mà mẹ ăn đâu, sáng một tí nó chảy rồi. Bây Hầu làm mắt ớt, siêu cay. Ai xa, Bây Hầu làm được đấy nhỉ? Ăn ngon nhưng mà nó không, nó sẽ ăn nhà thôi. Nhà nó cũng như mình là chấm ớt thôi. Nhà nó với nó có. Có thịt à? Nhà mình á, với nó ăn ngon. Nhà em ăn ngon, con em cuốn các kiểu. Ăn ngon mà mình không thích ở nhà ăn. Sáng nó chạy rồi. Đi chơi nhỉ? Chạy cả ngày rồi, vợ đánh cho ấy. Vợ đánh cho nhỉ? Em ơi! Có sợ vợ không? Có nhỉ, vợ đánh không? Quạt chưa? À, rồi, ok. Ê! Có tiền. Cho Tài xuống ngồi cùng Minh Vi Vu. Cứ xuống đấy ngồi đi. Bé Hầu ngồi đây. Bé Hầu là nó không thể ngồi cùng Minh Vi Vu được. Anh ngồi cùng Minh Vi Vu. Ăn không ạ? Cái này ăn á? Muốn ăn không ạ? Có ăn không? Cái đắng à. Mời anh ăn cơm nhỉ? Khoanh ăn cơm. Mời bà ăn cơm. Mời bà ăn cơm. Khoanh mời bà ăn cơm. Mời bà trước nhé. Cái đào ao ấy thì hôm nọ anh hỏi máy gì à? Anh ấy hỏi tôi. Máy nó bảo bao tiền? Nó bảo 18 triệu. 18 triệu á? Vâng. Nguyên chỗ đấy. Này. Rồi cuốc xương tay giờ. Thế bảo mai bảo nó cứ bảo ra cuốc đi nhá. Dạ. Có gì để em điện cho thằng em trai em. Vâng. Em trai em nó cũng có máy xem là nó, nhưng mà chở công máy chở từ dưới kia lên đây cũng chết tiền. Chở công chẳng hạn, ví dụ chở dưới kia là cước chở từ Tuyên Quang máy mới lên đây chắc là 5 triệu đấy của bác ấy giúp đỡ, còn đâu là thì nó sẽ múc hộ cho. Để em sẽ nghiên cứu hỏi lại cho. Tại vì bên Lũng Cáng kia cái chỗ đường mà đi vào chỗ nhà ông Chính kia, hôm trước ông Chính ông bảo là chú nếu mà chú nghiên cứu được là anh sẽ bỏ ra khoảng 15 triệu để múc mà. Thì sẽ hỏi ông Chính nữa thì nó lên nó hộ giúp luôn cả bên Lũng Cáng. Để em tối em trao đổi lại với nó xem là nó có lên không. Tại vì từ Tuyên Quang mà kéo máy lên đây không đơn giản. Mà máy bây giờ là hỏi tại trực tiếp đây là đòi 18 triệu múc cái ao. Thôi nhỉ, mời bà ăn cơm đi. Mời bà ăn cơm nhé. No à? Ăn cơm à? Con mời bà ăn cơm. Mời anh già ăn cơm đi. Bây Hầu ăn chưa? Mời chưa? Mời. Hứng Giáp vào rơi ra. Hôm nay ngoan rồi nhỉ, quanh tay mời anh Bây Hầu ăn cơm rồi. Mời anh Bây Hầu chưa? Gọi anh Bây Hầu chưa? Mời anh Bây Hầu. Mời anh Bây Hầu. Chào thằng.
Cái này cho mì chính vào à? Cái này ăn không? Nhưng mà mời à. Nhiều con nó chết hết. Cái này cơ. Ngon đấy. Ăn cả luôn. Đắng ngắt. Thịt chân giò. Thịt chân giò với cả tai lợn. Trên đường đi hấu chua qua Pây Hầu luôn. Giờ xong đi chạy Pây Hầu chạy đi đấy. Ở Pây Hầu làm à? Lấy bác ăn nha, để làm đuôi nha. Sổng cá to. Ngon lắm. Đây à? Mình có câu được con nào không? Không câu. Hả? Không câu. Sao không câu? Không đi câu. Mình bố mình mua cái gì cũng mua ở trong nó ăn không tiền, nó không đi câu đâu. Ừ. Câu để biết câu biết mình đi nhỉ. Ừ. Bố cái cũng mua cho ăn nhỉ. Ừ. Ăn mấy bát nhỉ? Ăn 2-3 bát. 2-3 bát. 2-3 bát, 5 bát đúng không? 3 bát. Nó đã một tí nó lại nó không được ăn hết nào. Mình sáng này ăn một bữa rồi, mình mới đi yeah. Lấy cọc trâu. Sáng giờ bà ăn một bữa rồi à? Dạ, từ sáng thích ăn thì ăn một bát đi, mới đi lấy cọc trâu. Đây nước xương này. Sạch. Ơ, à, cái đứa em nó không sang ăn à? Thôi nhờ. Vợ báo rồi. Nó đi mua trứng cho mà. Nó ăn cơm à? Mình biết thường nó có phải ăn trâu. Thế à? Nó trợ quay nữa hả? Thế à? Thợ quay à? Ừ. Nhờ đi mua 50.000 tiền trứng nè. Ừ. Ừ. Quay hầu ngon đấy. Ừ. Ừ. Có cả cá ở trong kìa. Cá suối à? Con chắc là con bé quá, phải cho ớt nhiều tí. Con bé cho nhiều ớt vào. Bây hầu ăn gọi là ăn ớt chứ không phải ăn cá nữa. Mấy hôm trước kia nó đi câu được một con tầm một bát. Thế à? Tầm một bát đó? Dạ. Ây dạ. Nó được 2 con cá cuốt mà. Hai cá cuốt á? Ừ. Về chiều ba. Ba ngày á? Ây dạ. Bé hôm chắc kia tầm. Thế à? Tầm 3 lần á. Bạc nhiều ấy. Ừ. Nó nằm nhiều ấy. Ừ. Đó này, này, đó này. Ừ. Nó cũng bao nhiêu? Dài thế à? Ờ, ai không? 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3. Ờ, 2, 3. Ừ. Đâu à? To lắm. To lắm. Ờ, to. Ăn tốn nhiều. Ừ. Nói là móc tay. Chắc là bằng ấy thôi. Chuôi dao đúng không? Đây bằng cổ tay à? Cá cuốt à? Cá cuốt nó gần như ở con chiên ấy đúng không? Đúng rồi. Anh sẽ đi câu được đấy, nguồn nhân lúc to cá lên. Này, bạn nhé. Nó là mình dạy anh câu nhá. Hâu hâu dạy. À được, được. Cả mình dạy nữa. Nhờ. Ba anh em mình đi câu. Ba ở con hầu đấy nhỉ, đúng không? Ừ. Rồi, một ba ba đi câu nhỉ? Có ba. Trong nhiều này nhỉ? Hỏi ba người câu mới được ạ. Đúng rồi, ba người câu mới được. Mình câu được đấy, anh hộ... Rán nó ăn nhỉ? Ừ. Anh Trang hộ rán ăn nhỉ? Đúng rồi. Trước chuẩn đi câu. Trứng rán à? Rán cá, cá suối. Thấy thích. Rồi, cho Pây Hầu ăn.
Bà năm nay bao tuổi nhỉ? 70 rồi. Bà 70 rồi à? Không gì thay đổi sang năm là 71 rồi đấy nhỉ? 69 đó. 70 là tính ở tôi mụn. Chúc thọ đấy nhỉ? Chúc thọ cho bà, làm chúc thọ cho. Mừng mừng sinh nhật cho. Nghĩa là bà sinh năm 1954 à? Vâng. Bằng tuổi mà anh. Họ 54 á? 54. Vâng, bà sinh năm 54. Thế con trâu mẹ nó bị làm sao mà bà phải bán? Con móng chân á. Sao bị lòng móng hay sao? Lòng móng lở mép á? Vâng. Ủa? Thế bán đi, bán rẻ à? Không phải. Đi trên kia nó đi chạy nhanh quá, nó đang bị móng chân. Tuột móng à? Cháu không, cháu đi lấy. Không, cháu đi lấy. Bà cứ để đấy. Bây hầu à, cái cơm em. Hầu hầu đi có cá gì không gọi. Chiều bỏ hầu bao nhiêu? Hai em câu xem ai câu giỏi hơn nhỉ? Chiều nhỉ, ngay trên sửa đi câu. Đúng rồi. Nếu con suối phần câu. Hầu không dùng mày hầu. Hầu do nhỉ, nếu không hầu đi chơi thì đi câu. Mặt con mày hầu. Câu đi thôi. Mà dẫn quay hầu đi tìm người yêu đi. Người yêu nhỉ? Được không? Mình biết ai không? Được. Một em. Được. Ăn cơm này ngon đấy. Nhà không có tiền nhưng mà mua. Mua nhiều. Đỗ. Ăn nhanh. Đi Mèo Vạc. Đêm nay lại phải đến Mèo Vạc. Bảo đi Yên Bái chưa đi được đi xem biển đá biển điếc. Đợt này lên kéo phải mua luôn một phát là 20 tấn luôn, 400 bao. Sữa béo đi đâu nhỉ? Em có sữa ai đi thấy rồi nhỉ? Sữa béo. Sữa béo á? Ừ, béo đi làm thuê Hà Nội à? Dạ, ngồi nhỉ? Em đi không? Đang mà đi. Đi làm gì? Đi sách bữa. Sách bữa á? Muốn đi mong qua đi. Ừ. Con đi được. Bao tiền ngày? 200. 200 ngày. Còn nói đi nhỉ? Có nhau ăn đại cái gì à? Ngon đấy. Năm nay nó đắng lắm ấy, mướp đắng ấy đắng cực kỳ luôn. Năm nay nó đắng nhiều quá nó chết hết. Vâng. Mướp đắng là mới ngon. Tay hầu chắc là xương nó không ăn được. Vâng. Đang giả. Cho phép vào nha. Cho em Minh nhá. Cho nhá. Cho nhá. Canh người Mông. Người Mông nấu là nấu nhạt. Ăn mặn không được, ăn đi làm khát nước á. Phải không bà? Ăn mặn nè. Hại thận lắm. Ăn được sạch nhé. Bây hầu thích ăn trứng mà. À, ăn trứng à? Ừ. Mình thích ăn trứng đúng không? Trứng tỏ mình ăn ớt vẫn ngàn bây hầu. Ui dồi, mình bây giờ bây hầu ăn ớt thì thôi rồi. Làm ăn nữa. Bảo cứ đào ao dần ra đi nhá. Đào đi xem nào, để xem nào. Hỏi được Nguyễn Tất Mạnh không xem nào. Nguyễn Tất Mạnh có lên đây không? Múc ao cho Pây Hầu không?
múc ao cho bay hầu, múc cái ruộng cho lũng cáng. Nha. Bán nó chưa? Bán nó rồi. Thế à? Thôi, thắp cơm mà. Ủa. Xong đi vùng cao. Không sự uống nước chè căng đét vào đi. À, 12:33 di chuyển tiếp. Mèo Vạc City. Mình hôm nay không đi được. Hôm nay là anh đi là có việc gấp. Không cho ăn chưa? Anh có cái việc gấp nhỉ, không cho được nhỉ? Ừ. Ở nhà thôi nhỉ? Nhà thôi, hôm khác có đi đi xem hoa mật ong không nhỉ? Ờ. À. Nào mùa ong Bạc Hà thì cho đi. Ừ. Bạc Hà nhỉ, đi Hà Nội đi sao nhỉ? Ừ. Anh Giàng cứ cho một bay hầu nó đào nhá. Vâng. Bảo nó chịu khó ra đào trước đi xem như nào. Vâng. Máy múc lên là anh có thể chỉ cho đào được gì? Vâng, được. Ừ, thì được. Bạn có thêm mè Bạc nhỉ? Hả? Bạn có thêm mè Bạc nhỉ? Được nhỉ? Ừ. Được. Hôm nay đi xem hoa mà đông cho nhỉ? Được. Đây, di chuyển đây. Mù chê à? Chê à? À. Kêu con hồi đi con cá nhỉ? Làm mấy quả quả quất đi ăn. Có, cầm mấy quả hết lên xe. Cầm hết đấy. Quất. Mình về chưa? Về à? Chưa về đây, chưa đi. Ờ, thế ở chơi mới bay hầu nhá. Đi con hồi đi con cá, đúng rồi, chiều. Chiều. Thế bay hầu có đi không? Rồi. Ôi cháu chào bà nhá. Vâng, thôi cháu xin phép đây. À, mấy hôm nữa cháu về cháu quay lên. Cô quay lên à? Đón nhỉ, đón đi xem hoa mà đông. Ừ. Nhớ rút cái sạc đi. Chứ hầu đi câu cá nhỉ, đúng rồi. Ừ. Chứ hầu đi câu cá. Hầu câu được cá quất đấy. Cháu chào bà nhá. Ừ. Dạ, anh rằng cái hầu đi câu cá nhỉ. Được rồi, thôi không phải ra đấy đâu anh rằng. Cho mình với hầu đi. À. Mình nhá. Ừ. Mình có biết đi đâu mà. Biết câu thôi. Câu cá. Ừ. Vâng, vâng, ok. Anh còn phải lên mèo vạc anh ạ. Anh còn đi mèo vạc, đi xa lắm. Mày không... Không đi đâu anh ạ. Mày ở nhà thôi. Mấy hôm đi thôi, xem hoa mật ong nhỉ. Ừ. Mấy hôm nữa? Mấy hôm nữa nhỉ? Đi xem hoa mật ong. Bảo anh rằng... Dạ nữa, chú Thắng. Vâng, thôi em xin phép đây. Đi anh thích sửa đi rồi nhỉ? Ai? Minh. Okay. Ăn thử xem. Con nào? Hử? Chị ta mới chiều cùng họ đi có cá. Hãy cho thằng Minh đi. Đúng rồi em đi. Đúng rồi, đi xem đường. Nhớ. Đây một chuyến mèo băng nhé. Để đây 500 nhé. Thôi. Không đi đâu nhỉ? Ừ. Ở nhà đâu nhỉ? Chưa xin phép thứ gì chưa được đi đâu. Anh đi việc gấp xong là anh đi. Xong lại qua sữa à? Đi việc gấp ạ. Mở ra cho nó mát đã. Mấy hôm nữa lại quay lại. Quay lại nhà em nhỉ? À. Chưa cùng hầu chơi. Cùng cá rồi. Nào mổ gà mời anh Thắng nhá. Ờ, con mổ gà ở. Chắc chắn không?
nó mở ở đây chơi cùng ai? Quay hậu ạ? Chơi cùng hậu. Sự uống nước chè căng căng kia đấy. Căng rồi. Minh!